Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cực Khúc Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách nấu một cái món chè rất là ngon luôn. Đó chính là chè hạt sen, nha đam và nấm tuyết. Chè này nấu tại nhà rất là dễ luôn các bạn, nhanh gọn. Ăn thì vừa mát nè, hạt sen thì nó có tính an thần, giúp các bạn ngủ ngon. Nấm tuyết thì ăn giòn giòn, rồi cái nha đam này thì nó chứa rất nhiều collagen luôn, tốt cho da ha. Chè này thì các bạn có thể là mình ăn nóng cũng được, ăn nóng nó cũng ngon lắm các bạn, nó thơm. Hoặc là mình có thể là mình cho thêm đá nè, hay là mình chờ cho nó nguội đó, rồi các bạn cho nó vào trong tủ lạnh ha, các bạn ăn thì sẽ rất là ngon. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách nấu chè hạt sen, nha đam, nấm tuyết thì hôm nay Cực Khúc Khách sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để nấu chè hạt sen, nha đam, nấm tuyết á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là hạt sen. Hạt sen thì mình sẽ có là 300g hạt sen nha các bạn. Ha, 300g hạt sen nè, chút nữa mình sẽ rửa sạch, mình ngâm muối. Nha đam mình dùng hai cái bẻ nha đam, tầm khoảng hai bẻ là nó vừa ha, hai bẻ to nha các bạn. Rồi nấm tuyết thì mình dùng một cái, một cây nấm tuyết. Nấm tuyết này khi mà các bạn mua về thì mình phải ngâm, các bạn ngâm ít nhất cũng khoảng 45 phút đến 1 tiếng á, để cho cái nấm tuyết nó nở ra ha. Khi mà nấm tuyết nó càng nở thì nó sẽ càng trắng, chứ còn cái nấm tuyết mà màu trắng tinh luôn á các bạn thì thường là người ta sẽ tẩy ha, có thể là người ta tẩy bằng phương pháp tự nhiên hay là người ta tẩy bằng cái gì đó thì mình không biết. Nhưng mà cái nấm tuyết, cái màu nguyên thủy của nó sẽ có cái màu nó hơi ngà ngà nha các bạn, nó không có trắng tinh đâu. Rồi để nấu cho chè mình nó thơm á thì mình sẽ có là lá dứa ha, một bó lá dứa như thế này, cỡ khoảng 150g. Đường phèn, muối và vani. Đường phèn thì các bạn mua, các bạn lựa cái đường phèn hạt to á. Đây nè các bạn ha, cái đường phèn hạt to nè. Ha, cái loại đường phèn này thì nó sẽ thơm hơn là cái đường phèn mà hạt nó nhuyễn nha. Đó, thì đầu tiên thì về cái nấm tuyết này mình đã ngâm rồi, mình ngâm được khoảng nửa tiếng rồi đó. Bây giờ mình ngâm cho nó đủ khoảng 1 tiếng ha, để cho nó nở ra. Hạt sen thì bây giờ mình rửa sạch và mình sẽ phải đi luộc hạt sen trước. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây tầm cỡ khoảng 1 lít rưỡi nước. Mình sẽ nấu hạt sen trước nha các bạn. Trong thời gian mình ngâm muối cái hạt sen á, thì mình sẽ đi nấu bắt lên một cái nồi nước như thế này ha, chờ cho nước nó sôi lên rồi mình thả hạt sen vào. Các bạn cho mình vào đây nó cỡ khoảng một phần, một xíu muối thôi, một cái đầu đũa muối thôi, như cái này ha. Nhiều bạn ở cái bước cho muối vào nè, rồi cái nghe mình nói không có kỹ á, hay là các bạn làm không sao mình không biết nữa, mà các bạn nêm cho cái nồi chè mà nó mặn luôn mình chả hiểu được. Tại vì nhiều bạn inbox với mình á, cho thêm xíu muối vào cái ăn cái chè nó bị mặn. Các bạn cho ít thôi ha, tầm cỡ một cái đầu đũa muối thôi, chứ các bạn cho nhiều quá là nó mặn là đương nhiên rồi. Mình sẽ để cho nước sôi nha các bạn, rồi mình mới thả hạt sen vào. Rồi khi mà cái nồi nước mình nó sôi rồi thì các bạn vặn nhỏ lửa lại ha, mình sẽ luộc hạt sen. Thì mình cái thời gian luộc hạt sen này á, thì nó cũng tùy vào cái lượng hạt sen và cũng như cái loại hạt sen nữa các bạn ha. Hạt sen ví dụ như của Đồng Tháp hay là của An Giang á, hay là những cái tỉnh miền Tây á, mỗi nơi sẽ có cái thời gian luộc cũng khác nhau nữa. Nhưng mà lưu ý các bạn là mình chỉ nên luộc với lửa nhỏ ha. Mình luộc với lửa nhỏ như vậy á, thì hạt sen thứ nhất là nó sẽ bùi, và cái thứ hai nữa là không có bị nát ha các bạn. Ok ha, bây giờ đậy nắp lại luộc hạt sen rồi mình đi sơ chế cái nha đam. Về cái nha đam á, thì mình sẽ cắt ha các bạn ha, các bạn cắt ví dụ như cắt hai cái bên cái cạnh của nó nè, bỏ đi cái phần gốc luôn, xong rồi mình gọt cái vỏ trên đó các bạn. Tại vì có nhiều cái video Cường Cúc Khách chia sẻ với các bạn rồi ha, nên là cái video này mình không có nói kỹ nữa, cắt cho nó ngắn, chút nữa mình cắt cho nó nhanh dễ. Nha đam một số bạn ở ngoài miền Bắc gọi là, còn gọi là lố hội nha, cũng giống như là cái củ sắn nhiều bạn cứ gọi là cái củ đậu. Rồi cái này các bạn dùng con dao bào á, mình bào cho nó dễ ha. Khi mà các bạn gọt nha đam nữa thì mình chỉ có một cái lưu ý cho các bạn á, là mình phải gọt kỹ ha, mình đừng có chừa lại cái phần vỏ màu xanh, ví dụ như những chỗ này như thế này nè thì nó sẽ bị đắng nha các bạn. Chứ còn làm cái nha đam này thì nó dễ thôi chứ nó không có khó. Và cái thứ hai nữa là nha đam ăn nó cũng rất là tốt cho sức khỏe ha, rất nhiều collagen luôn ha. Về cái nha đam nấu chè này thì mình sẽ cắt sợi ha các bạn, sợi dài dài á, chứ không có cắt hạt luôn. Nha các bạn cắt sợi dài á, chút nữa mình đẩy dao đi một cái nữa là nó ra hết cái nha đam, mà cắt rất là nhanh. Một cái sợi nó dài cỡ khoảng 4-5cm nha các bạn.
Đây ha, các bạn gọt như thế này thì nó sẽ rất là nhanh. Giả sử như mà trong quá trình mà các bạn gọt nha đam á, mà nó còn sót cái vỏ xanh á, thì kệ nó ha các bạn. Chút đó mình rửa lại, mình rửa rồi mình gọt lại, gọt cho nó kỹ lại ha. Gọt như thế này cho nó nhanh trước. Về cái nha đam sau khi mà các bạn gọt ra rồi á, thì bây giờ mình sẽ rửa ha các bạn. Các bạn rửa cho nó hết nhớt, sạch nhớt ha. Thì mình sẽ rửa ít nhất là cũng khoảng 4 đến 5 lần nước lạnh á, thì nó mới hết nhớt. Về cái nha đam á, sau khi mà các bạn rửa cho nó hết nhớt rồi á, thì mình sẽ gọt lại ha các bạn. Ví dụ như những cái chỗ nào mà các bạn gọt nó còn sót cái vỏ màu xanh á ha, thì mình sẽ gọt cho nó kỹ luôn. Miếng to quá thì các bạn cắt cho nó nhỏ ra. Về cái chanh á, sau khi mà về cái nha đam sau khi mà các bạn đã rửa cho nó hết nhớt rồi á, thì bây giờ mình sẽ cho vào đây nó cỡ khoảng 1/2 thìa muối. Rồi mình vắt thêm vào đây một miếng chanh nhỏ nhỏ ha các bạn ha, một chút xíu thôi cho nó có tính chua chua đó. Thì các bạn vắt chanh và muối vào như vậy á, thì cái nha đam mình nó sẽ ra hết cái nhớt của nó không còn bị đắng luôn. Khi mà các bạn rửa nó hết nhớt rồi đó, thì các bạn vắt chanh và giấm vào thì nó sẽ tiếp tục ra cái nhớt của nó ha. Các bạn cứ bóp nhồi nhồi sơ sơ nó như vậy, tầm cỡ khoảng 30 giây ha, 30 giây 1 phút là được rồi. Sau đó mình sẽ xả lại với nước lạnh các bạn ha, cho nó hết cái nhớt luôn. Mình để ráo. Bước này thì các bạn cũng đừng có làm lâu quá thì cái nha đam mình sẽ thấm cái chua các bạn, thấm cái chanh rồi cái muối vào, ăn cái nha đam nó sẽ chua chua mặn mặn ha. Nên là thời gian các bạn bóp như thế này tầm cỡ khoảng 1 phút thôi, 1 phút là vừa. Rồi nha đam sau khi mà mình đã sơ chế hết nhớt rồi á, mình cho nó vào tô. Về cái lượng đường đó các bạn, thì nó tùy vào cái độ ngọt mà các bạn muốn ha. Ví dụ như hôm nay mình nấu nó cỡ khoảng 1 lít 25 đi, 1 lít rưỡi đi, thì mình cho nó cỡ khoảng 150g đường phèn nha các bạn. Với lại cái này thì nó cũng tùy các bạn là các bạn ăn nóng hay là các bạn ăn đá ha. Ví dụ như nếu mà mình ăn đá thì mình có thể là mình tăng cái lượng đường lên, trộn đều lên ha các bạn. Trộn nha đam với đường như thế này sẽ giúp cho nha đam nó thấm cái đường ha, ăn nó ngọt ngọt, nó giòn giòn rất là ngon. Về cái hạt sen này nè, khi mà các bạn thấy nó gần mềm rồi đó các bạn ha, thì nó sẽ mềm hột trước hột sau ha, nó không có mềm đều hết đâu. Thì bắt đầu thấy khi mà nó gần mềm rồi đó, thì lúc này mình sẽ cho cái bó lá dứa vào để nó tạo cái mùi thơm nha. Mình đừng có cho lá dứa vào sớm quá. Đây ha, cho một bó lá dứa bự thiệt bự vào luôn. Về cái nấm tuyết á, sau khi mà các bạn đã ngâm cho nó nở rồi, ngâm khoảng 1 tiếng cho nó nở ha, thì các bạn đè nhẹ nhẹ xuống như thế này nè, để cho nó ép hết cái chất bụi bẩn ở trong cái nấm tuyết ra ha. Sau đó là mình sẽ rửa lại với nước lạnh cho thật là sạch luôn. Thường thì nếu mà nấm tuyết mình mua nó loại nấm tuyết mà nó chất lượng các bạn, thì nó sẽ không có bị hôi. Trường hợp mà mình mua nấm tuyết mà nó bị hôi á, thì các bạn phải bóp nó với lại một ít cái chanh và muối nữa ha, hoặc là cái lá dứa đó, các bạn vò nát cái lá dứa ra rồi mình bóp, như vậy thì nó sẽ khử được cái mùi hôi của nấm tuyết ha. Nấm tuyết á, thì các bạn sẽ cắt bỏ đi cái phần gốc màu vàng bên dưới như thế này. Hiện nay cái nấm tuyết này mình thấy người ta bán ở chợ cũng rất là nhiều, và cái thứ hai nữa là ở trong siêu thị Cúp Mắt đó các bạn ha. Các bạn muốn mua thì các bạn mua, người ta bán một cái nấm, một cái bịch như thế này nè, đó, nấm tuyết trắng nè ha, một cái bịch như vậy. Một cái bịch như vậy nó là hai cái nha các bạn, khoảng 70g hai cái nấm tuyết khô. Bây giờ cái nấm tuyết á, thì mình sẽ cắt nhỏ ra ha các bạn ha, cắt nhỏ là được rồi. Các bạn đừng có cắt nó nhuyễn quá, cắt nhuyễn quá khi mà mình ăn á, nó không còn cái độ giòn nữa. Cắt nhỏ ra là được rồi. Trường hợp mà các bạn cái nước luộc hạt sen này nè các bạn, nước nấu hạt sen á, mà nó bị cạn đi, mà hạt sen các bạn chưa có mềm á, thì các bạn phải châm nước nóng vào ha, các bạn đừng có châm nước lạnh vào. Các bạn châm nước lạnh vào thì cái hạt sen mình nó sẽ bị sượng ha. Nói chung là trong suốt quá trình các bạn nấu hạt sen á, hay là nấu cái loại đậu cũng vậy, tại vì nó có tinh bột bên trong á các bạn, mà các bạn cho nước lạnh hay là cho cái đồ gì đó nó nguội vào, nó thay đổi nhiệt độ đột ngột á, thì nó sẽ bị sượng đi. Mình bỏ tủ lạnh ăn nó cũng cứng cứng, nó không có ngon ha. Về cái đường phèn này nè các bạn, nó có tan hết hay không kệ nó ha, cứ trộn đều lên là được rồi. Rồi khi mà cái hạt sen mình nó mềm rồi, thì lúc này nó mềm nó bùi rồi đó ha các bạn, thì mình sẽ cho cái nha đam và đường phèn vào. À, bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình nấu cái nha đam này, thì mình nấu đến khi nào mà nha đam mà các bạn thấy nó nổi lên á, là nha đam nó chín ha, mình sẽ cho cái nấm tuyết vào. Rồi sau cùng thì mình sẽ cho nấm tuyết vào. Nấm tuyết thì nó rất là nhanh chín ha các bạn. Các bạn nấu khoảng từ 3 đến 5 phút nữa ha là nấm tuyết nó sẽ chín. Thì cái đó mình tắt lửa, mình nhắc ra rồi mình cho vani vào là xong. Chè này thì ăn nó rất là ngon các bạn, ngon mát. Mà nấu thì đơn giản.
Nếu mà các bạn ăn không hết á, thì các bạn có thể là bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh ha. Rồi sau cùng thì mình sẽ cho vào đây thêm vài giọt vani nữa nha các bạn, để cho nó thơm ha, vài giọt vani. Nếu mà các bạn không có vani nước thì các bạn dùng vani ống, một ống vani ha. Đó, đây chính là cái chè hạt sen nha đam nấm tuyết mà hôm nay Cường cũng hết muốn chia sẻ với các bạn nè. Nấu thì rất là nhanh gọn và đơn giản, thơm lắm các bạn. Ok, thì hy vọng là qua video này Cường Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn cách nấu chè hạt sen nha đam nấm tuyết. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món chè này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.